Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ giới thiệu về mình đi. Giờ trước tiên là em gửi lời chào tới, chào và chúc sức khỏe tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ bên rèm và toàn thể vị khán giả trong ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng, quê gốc em ở Quảng Bình và hiện tại em đang công tác ở Đồng Nai. Em về công việc gì? Em bên quản lý điều hành phương tiện của phòng hậu cần sư đoàn 302. Rồi, mà bạn gái? Là em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân, 23 tuổi, hiện đang làm sales admin trong công ty sự kiện Ngàn Thông. Dạ, quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Hiện nay em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là thân thiện, hoạt bát, nói chung cũng dễ tiếp xúc. Còn mà nhược điểm của em là lười và không biết nấu ăn. Hả? Còn bình thường hiện giờ là ai nấu cho em ăn? Dạ, mẹ em nấu em ăn. À, đang còn ở với mẹ. Dạ. Ủa, em trai. Dạ. Em có khi nào nấu cơm không? Dạ có. Có hả? Mình làm hậu cần, mình quản lý về hậu cần, tức là ăn uống trang thiết bị này kia hết luôn đúng không em? Dạ, em bên chuyên bên phương tiện xe cộ anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Còn hạn chế là ít nói và thiếu tự tin, chưa đồng đông và chưa các bạn nữ khác giới. À, khác giới. Sinh hoạt cộng đồng, xã hội thì đông người thì em có mạnh mẽ không? Dạ, cái đó mình làm theo chức trách chuyên môn thì cứ thế làm thôi. À, chuyên môn thì làm được đúng không? Dạ. Nhưng mà tán gái thì yếu hả? Chín chắn vững vàng. Nhưng mà đối với tình yêu thì bao giờ cũng nhút nhát hết trơn á. Còn cái tật xấu nào nữa không? Tật xấu hả chị? Ừ. Nói được không chị? Được chứ. Phải nói chứ. Dạ, chị mắt em to quá nên nhiều lúc em ngủ á chị. Bạn em không biết em ngủ không thích. Ồ, mắt bên đó to lắm hả? To lắm. À, nhưng mà ngày hôm nay một số đặc biệt như thế này, em có cảm giác như thế nào khi là người bạn trai bên kia là một sĩ quan? Dạ chị, em rất là thích. Tại vì lúc đầu tại vì lúc đầu em cũng định thi vô quân đội, nhưng mà lúc đó theo em tìm hiểu đồ á là phải ra tới ngoài Bắc để học, mà trong khi đó em không biết nấu ăn, mà ba mẹ cũng vậy, em sợ nên ba mẹ cũng không cho đi luôn. Sợ gì? Xa á chị. À, sợ xa nhà. 4 năm đại học của em học ở đây á là tuần nào em cũng về nhà, mà còn học ở ngoài đó thì chắc một năm em chưa về được 2-3 lần nữa chị, nên vậy thôi em cũng không đi nữa. Chứ hồi đầu là thích. Dạ. Cũng thích thi vô bên đó. Dạ. Thi vô cái gì? Dạ, hậu cần. Hậu cần luôn. Ai đó thi vô giờ đâu cần lên đây, hai người gặp nhau rồi. Ủa mà tại sao em thích? Dạ thì lúc đó là trường em có nói chung là một trong những trường ở trong miền Nam á, mà được về hướng dẫn á, mấy anh chị bên quân đội á, thì em nhìn phong thái của mấy anh chị đó rất là thích, rất đặc biệt là mấy chị nữ. Em rất là thích nên về em cũng nói ba mẹ vậy đó, ba mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà khi được nghe được tin phải ra tới ngoài Bắc học á. Nên thôi. Dạ nên thôi. Rồi, tình trường em thì sao, mình có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chị nhìn vậy thôi chứ chưa qua á chị. Chưa mối tình nào hết? Dạ. Hồi đi học rồi tới giờ luôn cũng không có luôn. Dạ. Lý do tại sao đẹp, dễ thương đẹp gái vậy mà không ai để ý hả? Dạ nói chung thì có thì cũng có, nhưng mà dạng như là em cảm nắng rất nhanh nhưng mà cũng tắt nắng rất là nhanh. Em thích cái anh đó, bạn đó, xong cái quan tuần sau nó hỏi ủa sao xong không nghe mày nhắc nữa, tôi thấy không còn gì nữa, không thích nữa. Chết rồi, vậy là bây giờ ai làm sao mà ở bên cạnh em là phải làm gì mới hoài đúng không? Lúc nắng lúc mưa thì khó nhờ. Em trai lo không em trai? Dạ, mình nếu mình cố gắng thì cũng không vấn đề gì cả. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Lý do tại sao có thể chia sẻ được không? Trước kia là em cũng đi học xong rồi là mình đi thi vào môi trường quân đội thì trong thời gian đủ các thứ rất là hạn chế. Ra ngoài ít, điện thoại thì cũng cấm sử dụng. Ra trường thì trong công tác trong môi trường đặc thù thì cũng ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, cộng thêm với cái tính như mình là ít nói với ít nói nhút nhát nữa ha. Trong trắng trinh nguyên ha, chưa có ai có mối tình nào. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào em trai? Dạ, của em thì đầu tiên là về ngoại hình thì em ngoài bình thường, còn về tính cách là biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên nhường dưới và hết. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cảm ràng, giả sử như là lúc mình là làm sai một cái gì đó, cái gì không đúng mà nói hoài đúng không? Mà sau này mà mình có lỡ mắc phải cái
khuyết điểm gì mà lại lấy cái đó ra là nhảy. Em có hay càm ràm không em? Chắc có chị, nói chung là cũng dài lắm chị. Vì tính em cũng hay tăng động đó chị. Tăng động là sao? Ví dụ như có cái chuyện gì đó mà kích thích em quá là em sẽ không được bình thường nữa. Mà em làm gì? Dạ thì em cứ như con điên vậy chị, không tự kìm nén được, phải có người khác kìm lại. Yên tâm, với môi trường quân đội anh ấy sẽ rèn giũa em. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao ráo, dễ nhìn, biết quan tâm em, biết lắng nghe. Em là con út nên cũng được thương, nên em cũng muốn là nó cũng phải nghiêng là ví dụ cũng quan tâm đến gia đình em. Rồi cao ráo thì cũng hơi cao. Dễ thương thì rất dễ thương. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Tính là gia trưởng thì em cũng không thích. Nhậu vô, uống vô chị, mà nó nhiều em cũng không thích. Thà uống vô rồi ngủ, chứ đừng có ngồi nhảy với em. Anh kia có nhậu không em? Dạ, đó điều không thể tránh khỏi chị. Mà nhậu vô làm gì? Dạ, nhậu xong đi ngủ chị. Có thể là mình uống một cốc nước rồi mình trước khi đi ngủ chị. Vậy được, dạ. Đừng có nhậu vô mà ngồi lải nhải nha. Cao nhưng mà chưa ráo. Hai người này có cặp mắt to y như nhau hả? Lông mi dài. Bên này lông mi trời sao dài dữ vậy em? Gắn lông mi giả hả? Hai mí lông mi dài dữ vậy trời, tôi lần đầu tiên mới thấy con trai mà lông mi dài vậy luôn á. Vậy cấy lông mi hả em? Dạ không. Tự nhiên hả? Một người thì ở Đồng Nai, một người ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình hẹn hò sao em? Cuối tuần thì đơn vị sẽ tạo điều kiện được nghỉ thứ bảy chủ nhật, có điều kiện lên thăm bạn gái. Mặt mày căng thẳng vậy, cứ vui lên. Cũng thiếu quý chứ bộ. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 62 ạ. Nhìn chị cái coi, trời ơi chị không dám nhìn, lát sao dám nhìn bạn gái. Trời sao mắt ông này ướt dữ vậy? Muốn khóc hả? Không, không mắt ướt á. Đa tình quá vậy? Đa tình lắm á. Có hay khóc không? Dạ không vậy. Em có lãng mạn không? Cũng không thực sự lãng mạn lắm. Trời ơi ông nhát quá vậy trời, có nào mình hỏi hồi ông khóc ta. Dễ gì? Mắt em to là lông mi em không dài bằng lông mi ảnh đâu nha. Coi bên đàn gái sao mà cũng tăng động quá nha. Trời em gái, mắt anh ấy lông mi dài luôn, thậm chí dài hơn em luôn á. Nhưng mà em xinh hơn ảnh. Thấy cảm nhận ảnh sao? Em thấy em tăng động quá nè, anh nghiêm anh ít nói quá. Nghiêm ít nói lắm á. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ hầu như ai cũng thích sự lãng mạn nè. Nhưng anh này hơi khô chút xíu. Yên tâm, em tạo lãng mạn cho. Tạo lãng mạn hả? Dạ. Tưởng tượng buổi đầu tiên mình hẹn hò sao cho lãng mạn. Thì em kêu anh sẽ mua hoa nè, đứng ngay cái chỗ em ở anh. Rồi thì đợi em ra tặng hoa cho em, rồi nói chuyện này nọ kia các kiểu. Miễn sao anh nói hài hước rồi nói anh chung... Anh không nói luôn rồi sao? Thôi để em nói luôn cho anh. Được. Phải trực cơ quan, thậm chí là đêm hôm. Lúc đó đó mà con khóc con bệnh gì đó, mà có nhiệm vụ thì anh phải đi luôn. Giờ giấc đi chơi nó không được nhiều lắm. Được không? Dạ về cái vụ mà chăm con hay là gia đình gì đó thì em cũng có xác định là khi mà cưới á là em cho ba mẹ em lên xe hoa chung với em ạ. Hiểu rồi. Tức là cho ba mẹ em lo luôn cho con em gì đúng. Trời ơi, tội nghiệp ông bà già giờ khổ cứ nuôi con cháu không. Thôi giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai em? Dạ em đi với mẹ em, chị, anh chị ruột của em, với cái hội ế công ty với hội bạn ế luôn ạ. Trời ế hết luôn vậy đó hai em. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường với chú Quyền Linh. Dạ. Nói thẳng là bé Trân là con gái út ở trong gia đình, thành ra được cưng lắm, nên nó không làm công chuyện gì hết á. Chỉ có đi làm thôi, đi học xong rồi giờ đi làm thôi. Cậu bên đây thì thấy được hiền. Cậu nếu cậu ưng á thì cậu phải chịu khó, bé nó hơi cưng chút xíu nhưng mà bé rất được, bé rất tánh tốt. Dạ vâng, cần mình quyết tâm là được ạ, không gì không thể ạ. Cậu ráng chăm sóc, thương bé nhiều, tôi chỉ cầu mong như vậy thôi. Cảm ơn cô. Rồi xin mời đại diện của người nhà. Dạ, em đến với thủ trưởng đơn vị. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào, chào em gái xinh tươi. Chào cô, họ nhà trai, chào gia đình nhà gái. Xin nói thêm một chút về em Hùng. Hùng thì rất là hiền, mà nhát lắm, gọi là hay thẹn thùng á. Nhưng mà rất là tốt, thật tính lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì bản thân Hùng thì cái nãy chưa giới thiệu hết, giới thiệu thêm về Hùng một chút nữa là Hùng là học sĩ học viện hậu cần, khoa xe máy, hiện nay đang quản lý cái đội ngũ lái xe và xe của đơn vị.
Thế thôi, còn đối với em gái xinh tươi bên này thì không, xin phép là không dám nhận xét, nhưng mà thấy là rất là lanh lợi và hoạt bát. Có hai cái tương đồng với nhau, một là em nói là mắt em to thì bên kia có mắt không lớn nhưng mà có mắt ô tô to. Cái thứ hai nữa là yên tâm, cái vụ nhậu là Hiền thì đương nhiên là về là sẽ ngủ, yên tâm rồi. Anh khẳng định được như vậy tại vì là ở cùng cơ quan của đơn vị là biết. Rất mong là như cô nói đấy, hai bạn sẽ tạo cho cơ hội, chúc hai bạn thành công. Thưa đồng chí, bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Em có cảm nhận gì về anh? Dạ, thì nãy giờ thì em thấy anh rất là hiền, ít nói. Không biết em tăng động quá làm anh sợ không ạ? À không, anh thì bình thường thôi. Thứ bảy giờ em có phải đi làm không? Dạ, đối với công việc của em á, thì em làm tới thứ bảy. Nhưng mà trong một tháng chủ nhật sẽ có một chủ nhật phải trực. Không biết anh sắp xếp được không ạ? Cái đó không thành vấn đề em. Mà anh, nhà em có những cao thủ nguy hiểm á, thì không biết anh chống đỡ được không ạ? Tại vì cao thủ nhất là giờ bữa nay ba em bận không có đi được. Ba em rất là trôn người. Em đây 23 năm sống với ba em là trong tư thế toàn phòng thủ không anh? Trôn theo cách như thế nào? Không, ba em chỉ trôn vua thôi. Nhưng mà nếu mà những người nào mà không cứng á là sẽ bị ba em hạ gục hết à. Thì anh thì bộ đội thì có gì thì nói đó thôi. Cũng không... Anh đoán là chắc ba em không trôn được anh nhiều đâu. Anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á. Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi. Anh có một đặc điểm là mỗi khi là căng thẳng là hay quên. Cách trả lời cũng như không. Em có nhớ tên bạn trai không? Dạ, tên Hùng á. Thôi gì giới thiệu lại đi. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân. Chân trong từ chân châu chứ không phải cái chân. Rồi rồi, anh nhớ rồi. Không biết là anh có chấp nhận cho ba mẹ em lên xe hoa chung không ạ? Là đi về chùa chung á. Vâng, cái đó thì được em ạ. Được mà mặt căng dữ vậy trời. Ông này cũng làm công chuyện căng thẳng quá. Đúng là tình yêu anh này nhát quá. Bây giờ hát bài coi, mạnh mẽ lên nào đồng chí Thiếu Quý. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Bây giờ nè, em sẽ có khoảng độ chừng 30 giây thể hiện cái mạnh mẽ của người đàn ông. Thí dụ như là nghĩ nghiêm gì đó ha, quân lệnh gì đó, em làm thử coi coi có sợ không. Làm, bắt cổ làm kìa. Dạ thôi thì... Gì đó? Khi khác về làm sao? Hả? Khi khác về làm sao? Không, làm luôn đi. Không khi khác. Nào đứng lên. Đồng chí Trân, đứng lên coi. Thử coi. Thôi làm thử coi. Đồng chí Thiếu Quý Hùng, nghe lời tôi. Nào Bình Nhất đứng lên. Em có coi rồi. Nghỉ. Em ngồi xuống. Đi nghiêm kìa. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống đi em. Sao em đánh giá gì anh này? Em thấy em tăng động anh này có vẻ hiền quá. Không biết có kìm em. Được em không? Kìm được đó. Em tăng động em cứ làm gì khùng khùng điên điên. Anh chỉ cần anh ngồi nhìn em vậy cái tự nhiên em ngại quá em thụt xuống à. Đồng chí Trân quét nhà. Đồng chí Trân giật quần áo. Trời ơi, căng chổi lại. Đồng chí Hùng quét đi. Chốt lại bây giờ trong tim mình đang suy nghĩ điều gì? Anh từng nghe một người nói là cuộc sống chỉ thực sự có nghĩa khi và chỉ khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó mơ ước được ở tương lai. Anh mong em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội để được tìm hiểu, để tiến tới xa hơn nữa. Mặt ta bên đây nghiêm trang lắm mà mặt cô cứ cười hoài vậy cô. Dạ, tay anh có run không anh? Không, tay anh bình thường. Dạ, dạ, không, em hỏi ra thôi để biết anh run nó bấm nút được không á. Thì nếu nói em bấm hồ dùm với. Không, em cứ yên tâm, anh mọi thứ vẫn ổn.
Với tình yêu bao giờ con người cũng cảm giác mềm nhũn ra. Hãy thông cảm cho anh ấy, bởi vì tôi biết rằng trái tim anh ấy cũng đã rung động đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mẹ lỗ tai dữ luôn. Chúc mừng đồng chí Hùng, đồng chí Tranh. Bấm tay. Bấm nút rồi mà mặt vẫn nghiêm trọng á Hùng. Cười tươi lên. Đồng chí Hùng, Hùng đồng chí Hân, Tranh. Em có ý kiến. Em thấy anh nhát quá, thôi để em thụ lý. Ừ vậy đi, vậy cũng được nữa. Không, em làm được. Đấy, làm được. Cái này đồng chí Hùng làm được, đừng có giành. Hùng. Đồng chí Tân hung ngược lại. Trời ơi, sao mẹ vui dữ vậy?